Radio Tin Mừng xin kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ bảy, 25 tháng 8 2018. Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, vui cùng thính nhi lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Công Giáo hôm nay gồm một số tin sau đây. Giới trẻ Việt Nam được kêu gọi phát huy các giá trị Công Giáo. Tình yêu gia đình dạy cho thế giới về tình yêu Thiên Chúa. Các cuộc gọi của Đức Francisco. Giới trẻ Việt Nam được kêu gọi phát huy các giá trị Công Giáo. Hàng trăm người trẻ Công Giáo tại Việt Nam được kêu gọi dùng điện thoại thông minh, học hỏi các giá trị Công Giáo và củng cố đức tin. 400 người trẻ, trong đó có các bạn trẻ dân tộc Hờ Mông và Thái, tham dự Ngày hội giới trẻ do Giáo hạt Nghĩa Lộ tổ chức tại nhà thờ Vĩnh Quang thuộc tỉnh Yên Bái hôm 17 tháng 8. Vùng Tây Bắc xa xôi này là quê nhà của các dân tộc thiểu số, không có linh mục thường trú và bị nhiều hạn chế về tôn giáo. Khi Đức Cha Phụ tá Alfonso Nguyễn Hữu Long của Hưng Hóa hỏi những người tham dự là họ có dùng điện thoại không, tất cả đều giơ tay và một số người còn có tới 2 chiếc điện thoại. Khi Ngài hỏi họ có truy cập trang web của giáo phận và các trang web công giáo khác để lấy thông tin về giáo hội và học hỏi giáo lý không, chỉ có một vài người giơ tay. Cha muốn các bạn trẻ khôn khéo dùng điện thoại và các phần mềm hữu ích trên điện thoại, truy cập Internet và học hỏi giáo lý, các giá trị tôn giáo và những điều tốt để định hướng cuộc sống của mình trong xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Đức Cha Long nói với các bạn trẻ, vị giám chức thúc giục họ tránh lãng phí thời gian tán gẫu về những chuyện vặt vãnh và tin tức vô bổ. Đức Cha Long, Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam, kêu gọi các bạn trẻ noi gương sáng ngời của các thánh tử đạo Việt Nam. Những người đã can đảm hy sinh vì đức tin, đừng sợ bất kỳ đe dọa nào, hãy công khai sống đức tin của mình. Ngài kêu gọi họ dũng cảm làm chứng cho sự thật trong một xã hội đầy dẫy những gian xảo, dối trá, đồi bại và bất lương. Họ nên có một cuộc sống năng động đầy nhiệt huyết và thể hiện đức tin bằng cách tham gia và phát triển các hội đoàn công giáo trong giáo xứ. Đức Cha Long nói, tương lai của giáo hội địa phương nằm trong tay người trẻ. Ngài cảnh báo các giá trị đạo đức đang xuống cấp và chỉ có 30% trong số 250.000 người công giáo trong giáo phận hành đạo và tham dự các nghi thức phụng vụ. Ngày nay, người ta chạy theo nhu cầu vật chất hơn là theo Chúa. Ngài nói, Sùng thì xưa, cô gái dân tộc Hờ Mông đến từ giáo xứ Mỹ Hưng cho biết cô học được nhiều điều hữu ích từ cuộc hội ngộ này. Cô hy vọng giới trẻ Hờ Mông sẽ bỏ phong tục tảo hôn, học hỏi giáo lý và học các kỹ năng nghề nghiệp. Em biết một số trang web công giáo và sẽ truy cập vào đó để lấy thông tin về giáo hội. Cô cho biết. Tại cuộc hội ngộ, các bạn trẻ xưng tội tham gia thi giáo lý, chơi các trò chơi truyền thống, trình diễn văn hóa, miêu tả cảnh các thánh tử đạo bị ngược đãi và tham dự thánh lễ do Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long và 10 linh mục đồng tế. Giáo hạt Nghĩa Lộ có 15.000 người công giáo, trong đó phân nửa là người dân tộc Hờ Mông, Thái và Tày, thuộc 5 huyện miền núi của tỉnh Yên Bái, do 10 linh mục phục vụ. Hôm 8 tháng 8, có 900 bạn trẻ tham dự cuộc hội ngộ do Đức Cha Long và các linh mục tổ chức tại giáo xứ Yên Hợp. Tình yêu gia đình dạy cho thế giới về tình yêu Thiên Chúa. Đức Hồng Y Joao Paes de Avis đã nói trong thánh lễ tại cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới rằng tình yêu nơi gia đình là bước đầu tiên để dạy cho thế giới về tình yêu Thiên Chúa. Ngài nói rằng chỉ có tình yêu bắt đầu từ gia đình mới có thể biểu tỏ, truyền bá và gợi ra tình yêu Thiên Chúa trong thế giới.
Không có tình yêu, chúng ta không thể sống như là con cái của Thiên Chúa, như các cặp vợ chồng, cha mẹ và anh chị em được. Là Bộ trưởng các viện nghiên cứu đời sống thánh hiến, gọi tắt là Thánh Bộ Tu Sĩ, Hồng Y Price de Avis đã cử hành thánh lễ cho ngày thứ hai tại Hội nghị về gia đình ở Dublin, kéo dài tới ngày 26 tháng 8. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nói rằng hôm nay là ngày của gia đình và tình yêu chấp nhận tất cả. Vì vậy, những cuộc hôn nhân tốt đẹp làm cho xã hội tốt đẹp. Hôm nay chúng ta tập trung sự chú ý vào thực tế của gia đình và tình yêu. Tình yêu được mời gọi là trung tâm điểm của gia đình Kitô giáo. Ngài nhấn mạnh rằng không có trải nghiệm nào cần thiết cho bằng sự trải nghiệm của tình yêu cho tất cả các thành viên trong gia đình. Người cha, người mẹ, con trai, con gái trải nghiệm sự vui mừng khi họ cố gắng mỗi ngày để biểu lộ tình yêu và bằng cách đó gia đình trở nên niềm vui của thế giới. Đức Hồng Y Price de Avis giải thích rằng sự thiếu sót tình yêu nơi gia đình và trong xã hội làm tổn thương Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã cho thế giới này sự đồng ý của Ngài trong sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ để sống trong cởi mở, trong phục vụ cho đời sống và cho đức tin. Ngài nhắc đến tông huấn năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco là Amoris Laetitia, được dịch sang tiếng Việt là niềm vui yêu thương. Đức Hồng Y nói rằng Ngài rất hạnh phúc vì tông huấn này đã được đặt làm trung tâm điểm của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới hôm nay, chứng tỏ rằng gia đình tiếp tục là tin vui cho thế giới ngày nay. Ngài cũng phản ánh về bài học thứ nhất trong ngày rằng ta sẽ ban cho các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi, ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng cho các ngươi một quả tim bằng thịt. Ngài nói rằng đoạn này chứng tỏ để sống trong sự thánh thiện của Thiên Chúa là mục tiêu mà con người có thể đạt được, và rằng sự thánh thiện của Thiên Chúa được bày tỏ trong sự thánh thiện của gia đình. Sự thánh thiện này là sự thánh thiện của những ai quyết định trong lòng mình để sống tình yêu trong gia đình. Bằng cách này, Thiên Chúa sẽ tạo một trái tim bằng thịt mềm, chứ không phải trái tim bằng đá, chai cứng, nơi mỗi thành viên trong gia đình. Nhắc qua đến những thách đố mà gia đình phải đối diện hôm nay, nhất là cái chủ nghĩa cá nhân được phóng đại, coi việc gắn bó với gia đình là không cần thiết. Ngài nói, người Kitô hữu phải tiếp tục chiến đấu để chứng tỏ hôn nhân tốt lành và gia đình tốt lành, không phải là một gánh nặng. Ngài khuyến khích, ngay cả giữa những khó khăn, gia đình của Thiên Chúa tìm ra những con đường có sức mạnh mới. Trong phép thánh thể ngày nay, nơi mà có rất nhiều gia đình đang trên đường hành hương, kiếm tìm một đời sống đích thực, chúng ta có thể cảm thấy rằng tình yêu mang lại sự bổ dưỡng cho mọi sự. Các cuộc gọi của Đức Francisco. Trích sách Các cuộc gọi của Đức Francisco, Rosario Carello, nhà xuất bản Fidelite. Kính thưa độc giả, một giáo hoàng gọi cho bạn, người dùng điện thoại cầm tay, ai hình dung được chuyện này? Mới đầu ai cũng tưởng là chuyện đùa, một trò đùa của các nhà báo. Nhưng không, đây là chuyện thật. Khi Đức Francisco biết có một trường hợp nào khá đặc biệt, Ngài cầm máy lên gọi. Ngài đã gọi như vậy ở Buenos Aires. Ngài cũng gọi như vậy ở nhà thánh Mata. Ngài giải thích, như vậy tôi làm nhiệm vụ của một linh mục. Nhưng Ngài nói gì qua các cuộc gọi điện thoại này, trước và sau khi Ngài gọi? Đây là quyển sách kể 20 chuyện, tất cả đều có thật, tả trực tiếp các sự kiện đặc biệt nhất và có thể là hiếu kỳ nhất của triều giáo hoàng của Ngài. Chúng ta thấy ở đây nét dịu dàng mà rất nhiều người nói về chuyện này của Ngài. Chắc các bạn còn nhớ Đức Gioan 23. Ngài nói, khi về nhà, anh chị em hôn con mình và nhớ nói với các con đây là nụ hôn của Đức Giáo Hoàng. Như thế, chúng ta cũng có thể nói, tình trìu mến của Đức Francisco đến với chúng ta qua điện thoại, một cách trực tiếp, không qua trung gian. Lúc nào cũng chính Ngài gọi và cũng chính Ngài buộc phải giải thích, đúng đúng, đây là Giáo Hoàng gọi. Đầu dây bên kia lúc nào cũng nghĩ đây là trò đùa. Khi điện thoại reo không ai trả lời, Ngài để lại tin nhắn, rồi Ngài lại gọi. Ngài luôn lắng nghe các khúc mắc, rồi Ngài khuyên. Có người được Ngài gọi đến 25 lần. Các bạn sẽ thấy chính mình trong các cuộc gọi, trong quyển sách này.
Đó là người cha, người mẹ, người con, người trẻ, người tu, linh mục, người bị mù, người tị nạn, người có tiếng tâm. Mỗi người sẽ học thế nào là tình dịu dàng mà Đức Francisco hay nói, một khôn ngoan trong dịu dàng, pha lẫn một tình dịu dàng và sự gần gũi với mọi người. Nhưng chú ý, tình dịu dàng không phải do tự chính mình, dù đến từ giáo hoàng, không phải là hạ cố, không phải là một cử chỉ khiêm tốn của một người ở quyền cao. Như giáo hoàng gọi đến nhà những người bình thường chẳng có gì là quyền lực. Không, tình dịu dàng chung chung ở nơi sự quan tâm đặc biệt của Ngài, qua từng cuộc gọi, qua từng câu chuyện mỗi người. Trong bàn tay của Đức Bergoglio, chiếc điện thoại trở nên dụng cụ của sự gần gũi thiêng liêng. Qua đó, Ngài nói tất cả các chủ đề của triều giáo hoàng của Ngài. Ngay cả chúng ta có thể nói đến thông điệp qua điện thoại, chia sẻ ngày qua ngày, từng trường hợp một, từng tình trạng một, từng cuộc gọi một. Chúng ta thấy ở đây rất nhiều yếu tố cụ thể, tất cả đều gắn rễ trong câu chuyện cụ thể của người được gọi và trong thế giới này, sự đau khổ của các tín hữu Kitô, đau khổ và hy vọng sau trận động đất, niềm vui mang lại cho tín hữu tị nạn khi con cái sinh ra. Trong cuộc phỏng vấn với ông Fulgorio de Bortoli, cựu giám đốc báo Corriere della Sera, Ngài giải thích, nếu người nào đó gọi là họ có nhu cầu phải nói, họ cần một lời khuyên, một chuyện gì đó phải làm. Giống như tôi vẫn hay làm khi còn ở Buenos Aires, thật đơn giản, và với tôi nó trở thành thói quen. Dĩ nhiên, bây giờ thì không dễ dàng vì có nhiều người viết cho tôi, nhưng họ hạnh phúc, còn tôi là linh mục của họ. Người đầu tiên ngạc nhiên về tiếng vang của các cuộc gọi này là chính Ngài, Đức Francisco, với nét cố hữu và hài hước khi Ngài nói về các nhà báo, thêm những chuyện mà họ không biết những gì tôi làm. Rosario Carrello tái bút, trong những câu chuyện này có những chuyện không phải điện thoại, nhưng là các cuộc gặp ở các buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô. Không, ở đó không có điện thoại, nhưng sự dịu dàng thì có. Con biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, chung dương sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngàn con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại, đời con buồn thênh. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hòn, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắng tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 61 đến câu 70. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: điều đó các anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.
Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp, thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đức Giêsu đáp, chẳng phải thầy đã chọn anh em là nhóm 12 sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ. Bỏ thầy con biết theo ai? Có ai ngờ một người bộc trực như Phêrô lại có thể nói lên một lời dạt dào cảm xúc như thế, giữa lúc đám đông nhao nhao bất bình, nhiều môn đệ nao núng vì những lời gây sốc của thầy Giêsu. Phải là một môn đệ say mê gắn bó với thầy đến tột độ như Phêrô mới có đủ can đảm để thốt lên, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Đối với người môn đệ tận trung này, Đức Giêsu không chỉ là một người thầy, một bậc thánh nhân, nhưng còn hơn nữa. Thầy là lẽ sống còn của môn đệ, vì thầy là đấng thánh của Thiên Chúa, là Thiên Chúa, chỉ có thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời. Lời tuyên xưng đó, theo lối nói của Thánh Phaolô, dù có vẻ điên điên, nhưng lại là lời tuyên xưng rất thật và mạnh mẽ nhất của bất cứ ai chọn đi theo làm môn đệ Đức Kitô. Hướng về Chúa Nhật, tuần thứ tư Phục Sinh, lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, lời trần tình của Phêrô cũng nói lên tâm trạng và thái độ quyết liệt, triệt để của người quyết chọn theo ơn gọi tu trì, chỉ có Ngài là đối tượng duy nhất của đời mình, vì bỏ Ngài con biết theo ai. Hằng ngày bạn dành thời gian thích hợp để tâm sự với Chúa bằng những tâm tình thân thiết nhất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con tin và nhận biết Chúa là đấng thánh được Chúa Cha sai đến. Xin Chúa cho mọi người nhận ra và trở nên môn đệ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con quảng đại từ bỏ mọi sự để chọn Chúa, vì Chúa mới có lời đem lại sự sống đời đời. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con đi với ai, bỏ Ngài. Các bạn đến với chuyên mục Vui Cùng Thiếu Nhi, mỗi câu chuyện là một bài học bổ ích cho chúng ta. Mời các bạn cùng theo dõi. Mùa hè xanh. Đức, sao cậu không làm cùng mọi người? Ồ, công việc còn nhiều. Tớ định đi dạo một lát rồi về làm xong cũng được. Các cậu cứ để phần việc của tớ đấy nhé. Tớ vào rừng chơi đi. Các cậu làm việc chăm chỉ nhé. Để xem mẹ chuẩn bị đồ ăn gì cho mình nào. Kẹo sô-cô-la, mẹ tưởng mình còn bé lắm hay sao? Anh ơi, cái gì đó anh? À, cái này hả? Kẹo sô-cô-la đấy, nhóc có ăn không? Đây, cho nhóc cả đấy, ăn đi rồi về nhà với cha. Đừng đi theo anh nữa,
Anh không thích chơi với trẻ con đâu, rắc rối lắm. Trời nắng thế này mà được đi biển có phải sướng hơn không? Biển là gì ạ? À? Biển mà em cũng không biết nữa. Em không biết, biển có ăn được không? Không, không, em không biết biển là gì thật á. Biển rất rộng, có sóng, có nhiều tàu thủy. Tàu thủy là gì ạ? À? Tàu thủy á? Tàu thủy đi trên biển. Kìa kìa, biển màu xanh như thế đi. À, em biết rồi, biển màu xanh. Dền ơi, dền ơi. Đức, cậu có thấy em dền đâu không? Tớ tưởng nó về nhà rồi. Chưa thấy nó về, cha nó đang đi tìm ở các nhà trong bản. Các cậu chia nhau vào rừng tìm đi, phải nhanh lên trước khi trời tối. Thằng nhóc rắc rối. À, thử đi tìm cậu nhóc xem nào. Dết, lùi lại, ngay. Biển biến mất rồi, em không thấy màu xanh nữa. Biển không có ở đó đâu em, biển ở xa lắm. Em muốn nhìn thấy biển đến thế sao? Em thích được đi đến nhiều nơi như các anh. Nhưng mà em nghèo lắm, cơm còn không đủ ăn. Chắc em chẳng bao giờ được đi đâu xa cả. Con đi đâu làm cha lo quá. Con đi tìm biển, anh Đức nói biển màu xanh đẹp lắm, ước gì con được nhìn thấy biển một lần. Biển đấy giờ nè, đây là sóng biển, còn đây là tàu thủy. Tàu thủy sẽ đưa em tới những nơi rất xa. Biển đẹp quá, sóng cũng đẹp, tàu thủy càng đẹp. Nếu em học giỏi, sau này em sẽ được ra biển thật luôn. Em sẽ còn được đi nước ngoài nữa. Còn rất nhiều nơi đẹp đẽ trên thế giới này, nhất định em sẽ được đến những nơi đó. Thật không anh? Tất nhiên rồi. Thế thì em sẽ cố gắng học giỏi, để sau này được đi biển và đi nhiều nơi như các anh. Con hát mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Dắt con đi, cánh tay Ngài che chở nâng đỡ. Tình yêu Chúa đã có từ thuở nào, trong trời rộng và trong mỗi ước vọng. Con say sưa đi tìm Ngài trong ánh sáng niềm tin. Và hôm nay trong cuộc trần này, như mọi ngày say tình yêu Ngài. Xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương.
cho con đi vào thế giới hôm nay, sống giữa đời gieo niềm tin mới, niềm hạnh phúc trong sáng ngàn đời, luôn rạng ngời ngàn năm không đổi dời. Con chứng kiến trong lời Ngài nên chúng ta tình yêu, đường con đi con đường thập tự, bao khổ sâu nhưng hằng tươi màu. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng tại một hòn đảo nọ có hai bác nông dân luôn kình địch và tìm cớ gây chiến với nhau. Chỉ cần một xích mích mất lòng nho nhỏ cũng đủ làm cho họ gây gỗ với nhau. Đời sống của cả hai ngày càng thêm bất hạnh, không những chỉ cho hai người ấy mà thôi, nhưng còn làm cho bầu khí của dân làng cũng thêm nặng nề nữa. Thế rồi một hôm, mấy người trưởng lão trong làng tìm cách giải hòa cho hai bác nông dân nọ. Sau khi tìm đủ mọi cách, cuối cùng họ đề nghị với một trong hai người ấy, tốt hơn ông nên đi gặp Thiên Chúa. Người ấy hỏi lại, tôi đồng ý, nhưng phải đi gặp Thiên Chúa ở đâu chứ? Họ nói, chuyện đó đơn giản lắm, ông cứ leo lên đỉnh núi rồi ông sẽ thấy. Không chút chần chừ do dự, sáng hôm sau, ông ta khăn gói với một cây gậy trên tay ra đi gặp Thiên Chúa. Sau nhiều ngày vất vả leo núi, ông đã lên tới đỉnh núi, và ông nghĩ là Thiên Chúa đang đợi ông sẵn đó lâu rồi. Ông xoa dịu mắt, cố nhìn đây đó, xem dung mạo của Thiên Chúa ra sao. Nhưng vô ích, ông chỉ thấy ngọn núi trọc. Phía trên chỉ có trời cao, mây bay, phía dưới sâu thẳm thẳm, chỉ có biển rộng sông dài, đồng ruộng mênh mông thăm thẳm cánh cò bay. Sau cùng ông chợt hiểu ra rằng, dung mạo của Thiên Chúa chính là gương mặt dễ ghét của người hàng xóm, là thù địch không đội trời chung của ông. Không ai biết được ông có gặp được Thiên Chúa hay không, hoặc ông đã nghe được những lời dạy bảo nào từ Thiên Chúa. Chỉ có một điều ai cũng biết được là từ ngày ông xuống núi về làng, ông không còn là người gây chiến như trước nữa. Thế nhưng, bất chấp tất cả những cố gắng của ông để trở nên hiền lành và với thiện ý làm hòa của ông, tất cả mọi sự đều kể như thất bại hoàn toàn, bởi vì người bạn của ông không chịu nhượng bộ, vẫn tìm cách gây chiến gieo hận thù. Một lần nữa, các vị trưởng lão trong làng lại họp nhau để tìm giải pháp hòa giải cho hai người. Sau cùng, họ đề nghị là người thứ hai cũng nên đi gặp Thiên Chúa. Khác với người thứ nhất, ông này tìm đủ cách để chối thoát, nhưng cuối cùng, họ đã thành công thuyết phục ông ra đi gặp Thiên Chúa trên núi. Và cũng trên đỉnh núi cao đó, trong lúc ông ngồi cô đơn một mình, bình tĩnh, lặng lẽ, tâm hồn ông bắt đầu nhận ra Thiên Chúa có dung mạo giống như người thù địch của ông mà ông hằng gây chiến. Thế là từ đó, tính tình ông thay đổi hẳn, cả hai người làm hòa với nhau, và cả dân làng sống trong cảnh thuận hòa vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chiều kích xã hội của đời sống con người đầy những tiếp xúc và va chạm. Không phải lúc nào ta cũng thực sự tiếp xúc với tất cả mọi người đi qua bên cạnh ta và thực sự hiểu biết họ. Việc tiếp xúc đích thực vượt xa những đụng chạm của thân xác, nó là sự ý hợp tâm đầu giữa hai bản vị của hai tâm hồn. Giá trị sâu sắc của mỗi người được đo lường qua sức mạnh và chiều sâu của việc tiếp xúc. Nhưng sức mạnh của việc tiếp xúc đó không dựa trên một mớ đức tính bên ngoài hoặc đức tính nội tâm mà thôi.
Nói cách khác, sức mạnh của việc tiếp xúc được đo lường và phát triển từ một khoảng trống dành cho người khác mà chúng ta biết tạo ra được trong chính tâm hồn mình. Nếu bạn muốn thật sự tiếp xúc với người khác, hãy biến nội tâm bạn trở thành một sa mạc mênh mông và hãy tạo ra sự yên tĩnh trong con người bạn để những người khác có thể thấy an bình và nhận ra Thiên Chúa nhãn tiền. Ở đâu có sự tiếp xúc thực tình trong an bình và trong sự hiện diện của tình thương của Chúa, ở đó mọi va chạm sẽ được lắng dịu, mọi tranh chấp sẽ được san bằng và đắng cay sầu khổ sẽ trở nên mát dịu như làn sương mai chiếu ánh nắng bình minh. Lạy Chúa, này con đây khiêm tốn tới trước nhàn Chúa. Chúa là ánh sáng thế gian, xin chiếu soi tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con biết nhận ra phản ánh ánh sáng của dung nhan Chúa trên gương mặt của mọi người đi qua bên cạnh con. Trên gương mặt bé nhỏ của em bé còn chưa được thấy ánh sáng. Trên gương mặt sầu khổ của bệnh nhân bị héo mòn vì đau đớn. Trên gương mặt bơ phờ của những người bị đè nặng vì cảnh cô đơn, vì sự bỏ rơi. Trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt của người đang lặng lẽ từ giã cõi đời. Vì lạy Chúa, chỉ khi nào con tiếp nhận tha nhân, con mới nhận ra dung nhan Chúa, và một khi con gặp thấy Chúa là con thấy Thiên Chúa Cha vậy. Nếu con không tìm Ngài trong dấn thân và trong phục vụ, con sẽ không gặp Ngài trong cuộc sống. Amen. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin cho từng lời nói và hành động của chúng con đều trở thành quà tặng cho anh chị em mình. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi. Mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi. Mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương.